Kính thưa quý vị, dự báo trong hôm nay ngày 7 tháng 2, ban ngày các tỉnh thành khu vực phía Đông Bắc Bộ trời chuyển nhiều mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đến trưa và chiều giảm mây trời nắng, mưa nhỏ mưa rào nhẹ có thể diễn ra ở diện rải rác tại khu vực Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lào Cai, Yên Bái, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Ninh Bình, Hưng Yên, Hòa Bình, Hải Dương, Phú Thọ. Mưa chủ yếu diễn ra ở diện rải rác về buổi sáng và sẽ có xu hướng giảm dần về buổi chiều. Các khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La trong ngày hôm nay, ngày 7 tháng 2, thời tiết phổ biến sẽ tạnh ráo và ít mưa, ban ngày trời sẽ có nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày trên toàn khu vực phía Tây Bắc Bộ trong khoảng từ 22 đến 26 độ. Còn đối với các tỉnh thành khu vực phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ ở mức cao nhất trong khoảng từ 18 đến 21 độ. Ở khu vực vùng núi có nơi dưới 17 độ, gió Đông Bắc ở mức cấp 2, cấp 3. Đến tối và đêm nay, ngày 7 tháng 2, toàn khu vực Bắc Bộ thời tiết phổ biến là trời nhiều mây. Mưa nhỏ, mưa rào nhẹ có thể diễn ra ở diện rải rác một vài nơi. Về đêm tại một số các khu vực Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương và một số các khu vực phía Nam Hòa Bình, tuy nhiên với lượng mưa là không nhiều. Các khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La phổ biến sẽ tạnh ráo và ít mưa. Về đêm, do có không khí lạnh tăng cường nên nhiệt độ tại khu vực Bắc Bộ có xu hướng giảm nhanh, thấp nhất về đêm trong khoảng từ 11 đến 14 độ. Ở khu vực vùng núi có nơi dưới 8 độ, trời rét đậm. Dự báo, từ ngày mai, ngày 8 tháng 2, do ảnh hưởng bởi không khí lạnh tăng cường có xu hướng lệch đông, nên các tỉnh thành khu vực phía Đông Bắc Bộ trời chuyển nhiều mây, nhiệt độ có xu hướng giảm nhanh, cao nhất trong ngày trong khoảng từ 13 đến 16 độ. Còn về đêm nhiệt độ xuống thấp nhất trong khoảng từ 8 đến 12 độ. Ở vùng núi có nơi dưới 7 độ, trời rét đậm và rét hại. Từ ngày 10 tháng 2, tức là ngày 1 Tết, nhiệt độ tại các khu vực này sẽ bắt đầu có xu hướng tăng dần trở lại, cao nhất trong ngày trong khoảng từ 20 đến 23 độ. Tuy nhiên, về đêm nhiệt độ vẫn ở mức thấp, trong khoảng từ 8 đến 11 độ. Ở vùng núi có nơi dưới 8 độ và duy trì tới khoảng ngày 13 tháng 2, tức là ngày 5 Tết. Xuống đến thời tiết khu vực Trung Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trong hôm nay, ngày 7 tháng 2 và dự báo xa hơn trong 10 ngày tới. Ban ngày toàn khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh phổ biến là trời sẽ có nhiều mây, đến trưa và chiều giảm mây trời nắng. Khu vực Thanh Hóa, Nghệ An sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Mưa nhỏ mưa phùn có thể diễn ra ở diện rải rác về buổi sáng tại khu vực Thanh Hóa, phía Bắc Nghệ An, tuy nhiên với lượng mưa là không nhiều. Các khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế phổ biến sẽ tạnh ráo và không mưa, trời có nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày trên toàn khu vực trong khoảng từ 24 đến 27 độ. Khu vực Quảng Trị và Thừa Thiên Huế có nơi trên 27 độ. Đến tối và đêm nay, ngày 7 tháng 2, toàn khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế thời tiết phổ biến là trời nhiều mây. Mưa nhỏ, mưa rào nhẹ có thể diễn ra ở diện rải rác một vài nơi. Về đêm và sáng tại một số các khu vực Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh và một số các khu vực Quảng Bình. Còn đối với khu vực Quảng Trị và Thừa Thiên Huế trong tối và đêm nay, ngày 7 tháng 2, phổ biến sẽ tạnh ráo và không mưa, trời nhiều mây. Về đêm trên toàn khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh dao động trong khoảng từ 16 đến 19 độ. Còn các khu vực Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế nhiệt độ thấp nhất về đêm trong khoảng từ 18 đến 22 độ. Dự báo từ ngày mai, ngày 8 tháng 2, do ảnh hưởng bởi không khí lạnh tăng cường từ phía Bắc tràn xuống nên các tỉnh thành khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ có mưa nhỏ, mưa rào nhẹ ở diện rải rác. Tuy nhiên, với lượng mưa là không nhiều. Trong đó, mưa tập trung chủ yếu tại khu vực phía Nam Nghệ An và Thừa Thiên Huế. Từ ngày 10 tháng 2, mưa sẽ chủ yếu tập trung tại khu vực Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế và có thể kéo dài tới khoảng ngày 12 tháng 2. Xuống đến thời tiết khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trong hôm nay, ngày 7 tháng 2. Ban ngày, toàn khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, thời tiết phổ biến tạnh ráo không mưa, trời nắng. Về chiều tối, một số các khu vực phía Tây của Đà Nẵng có thể xuất hiện mưa nhỏ ở diện rải rác một vài nơi, tuy nhiên với lượng mưa là không nhiều. Với nhiệt độ cao nhất trong ngày trên toàn khu vực trong khoảng từ 27 đến 30 độ. Ở khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận có nơi trên 30 độ, gió Đông Bắc đến Đông ở mức cấp 2. Đến tối và đêm nay, ngày 7 tháng 2, toàn khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định,
Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, thời tiết phổ biến tạnh ráo và không mưa, trời ít mây. Với nhiệt độ thấp nhất về đêm trên toàn khu vực trong khoảng từ 19 đến 22 độ. Dự báo thời tiết tạnh ráo ít mưa, ban ngày trời nắng, khả năng còn tiếp tục duy trì trên toàn khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận. Trong ngày mai, ngày 8 tháng 2, riêng trong tối và đêm ngày mai, ngày 8 tháng 2, khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi sẽ có thể xuất hiện mưa nhỏ ở diện rải rác một vài nơi. Từ ngày 9, do ảnh hưởng bởi không khí lạnh tăng cường từ phía Bắc dịch chuyển xuống nên mưa nhỏ, mưa rào nhẹ có thể diễn ra ở diện rải rác tại khu vực Đà Nẵng đến Phú Yên. Mưa sẽ có xu hướng gia tăng cả về diện và lượng trong hai ngày, ngày 10 và ngày 11 tháng 2. Mưa nhỏ, mưa rào nhẹ xuất hiện ở diện rải rác tại khu vực Đà Nẵng đến Khánh Hòa. Cục bộ, các khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi khả năng xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to. Từ ngày 12 tháng 2, tức là ngày 3 Tết, mưa sẽ bắt đầu có xu hướng giảm dần. Sang đến thời tiết khu vực Tây Nguyên trong hôm nay, ngày 7 tháng 2. Ban ngày toàn khu vực Kon Tum, Đắk Lắk, Gia Lai, Đắk Nông và Lâm Đồng, thời tiết phổ biến tạnh ráo không mưa, trời có nắng từ sáng. Về chiều tối, mưa nhỏ có thể xuất hiện ở diện rải rác, thoáng qua một vài nơi tại một số các khu vực phía bắc của Kon Tum, tuy nhiên với lượng mưa là không nhiều. Nhiệt độ cao nhất trong ngày trên toàn khu vực trong khoảng từ 28 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, gió đông bắc đến đông ở mức cấp 2. Đến tối và đêm nay, ngày 7 tháng 2, toàn khu vực Tây Nguyên thời tiết phổ biến tạnh ráo và không mưa, trời ít mây. Với nhiệt độ thấp nhất về đêm trên toàn khu vực trong khoảng từ 17 đến 21 độ. Một số các khu vực vùng cao có nơi dưới 17 độ, trời rét nhẹ về đêm và sáng. Dự báo từ ngày mai, ngày 8 tháng 2, toàn khu vực Tây Nguyên thời tiết phổ biến tạnh ráo ít mưa, ban ngày trời sẽ có nắng. Về chiều tối ngày 8 và ngày 9 tháng 2, một số các khu vực phía nam của Đắk Nông và Lâm Đồng và khu vực phía đông Kon Tum có thể xuất hiện mưa nhỏ ở diện rải rác, tuy nhiên với lượng mưa là không nhiều. Trong hai ngày, ngày 10 và ngày 11 tháng 2, do ảnh hưởng bởi không khí lạnh tăng cường cùng với đới gió đông ẩm ở trên cao, nên các khu vực phía đông Tây Nguyên giáp danh với Trung Bộ như là khu vực Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk có thể xuất hiện mưa nhỏ ở diện rải rác, tuy nhiên với lượng mưa là không nhiều và thời gian diễn ra mưa cũng rất ngắn. Xuống đến thời tiết khu vực Nam Bộ trong hôm nay, ngày 7 tháng 2. Ban ngày toàn khu vực Nam Bộ bao gồm cả hai khu vực miền Tây và miền Đông Nam Bộ, trong đó có khu vực Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh cùng các tỉnh thành lân cận, thời tiết phổ biến là tạnh ráo không mưa, trời có nắng từ sáng. Với nhiệt độ cao nhất trong ngày trên toàn khu vực trong khoảng từ 31 đến 34 độ, một số các khu vực miền Đông Nam Bộ xuất hiện nắng nóng lên đến 34 và 35 độ. Đến tối và đêm nay, ngày 7 tháng 2, toàn khu vực Nam Bộ bao gồm cả hai khu vực miền Tây và miền Đông Nam Bộ, thời tiết phổ biến là tạnh ráo không mưa, trời ít mây. Với nhiệt độ thấp nhất về đêm trên toàn khu vực trong khoảng từ 24 đến 26 độ. Dự báo từ ngày mai, ngày 8 tháng 2, toàn khu vực Nam Bộ thời tiết phổ biến là tạnh ráo không mưa, ban ngày trời nắng và duy trì đến khoảng ngày 15 tháng 2.